Em ở đây hơn một tháng rồi còn gì. Bộ về bệnh, anh và má không chăm sóc được em hay sao? Dù sao bên đó má cũng là má chồng của em. Em không muốn để cho má cực. Còn anh, chắc chắn là anh không chăm sóc được cho em rồi. Lành, giờ em phải nói thẳng như vậy. Anh đã xin lỗi với em rồi mà. Với em, bây giờ xin lỗi cũng không được nữa rồi. Anh không quan tâm đến hạnh phúc gia đình. Nếu anh quan tâm đến hạnh phúc gia đình thì không bao giờ, khi đấy vợ đang mang bầu, mà lại nỡ lòng nào đi chơi đi nhậu. Nhất là khi người vợ đang mang thai đứa con đầu lòng của mình. Anh xin lỗi em. Anh về nói lại với ba má là em ở đây để dưỡng bệnh cho đến khi khỏe, rồi sẽ về bệnh sau. Đi ra ruộng thăm thì thấy lúa năm nay sao rồi? À, chắc năm nay trúng dữ lắm đó bà. Vậy hả? Ừ. Nếu vậy mình phải đi làm hợp đồng nghe. Mướn thợ nè, mướn máy nè. Chúng tôi cận ngày á, nó chảnh á, làm giá cao nghe không? À, chắc phải vậy quá. Bây giờ mướn nhân công càng ngày càng khó. Bao nhiêu thanh niên nam nữ kéo nhau lên thành phố kiếm việc làm hết trơn à. Ủa, thằng Hai đâu? Nó nói với tôi, nó qua bên nhà má vợ nó rước vợ nó về. Đi rước thiệt không? Hay là đi nhậu? Chắc không dám đâu. Bữa hôm làm cho nó một trận, chắc nó tởn rồi. Cả tháng nay thấy nơi nhà không, nó có đi đâu đâu. Chưa chắc đâu. Thanh niên bây giờ nó ghiền ba cái trò đó lắm. Dạ ba má. Nhìn cái mặt Bùi Hiếu là biết rồi. Nó không chịu về phải không? Dạ. Nó nói sao? Dạ, vợ con nói á, là cổ ở lại bệnh thêm một thời gian nữa. Cổ còn nói á, kêu con về thưa lại với ba má, xin phép cho cổ ở lại khi nào khỏe hẳn rồi cổ mới về. Nó diễn cớ như vậy đó, chứ nó ở bệnh, biết tới chừng nào nó mới khỏe. Bộ về đây không ai chăm sóc nó hay sao à? Ngồi xuống đây coi. Rồi nó nói hay sao? Thì con cũng đã nói với cổ á. Con nói là về đây có con với má chăm sóc. Rồi nó nói hay sao? Dạ, vợ con nói. Nó nói sao? Vợ con nói dù sao má cũng là má chồng, vợ con không muốn làm phiền má chồng. Còn con thì... Đó không thấy không? Bây giờ nó còn phân biệt má ruột với má chồng. Bộ má ruột chăm sóc đàng hoàng, còn má chồng bỏ bê nó hay sao vậy? Hơn là cái chắc rồi. Con gái người ta đứt ruột, người ta đẻ ra mà. Vậy còn chồng nó đây thì sao? Vừa rồi nó mới nói với bà cắt ngang à. Con, nó nói làm sao? Dạ, cổ nói là cổ không còn tin tưởng ở con nữa ba. Vậy là đúng quá rồi. Nó còn giận, nó không muốn về. Trời đất, khỏe chưa mà ra gió vậy con? Sao không để tí nó quét cho? Dạ con khỏe rồi, để em con nó học mất. Đưa đây má quét tiếp cho. Dạ cũng xong rồi. À, vậy bà xuống chăm tôi ấm trà coi. Dạ. Má. Hả? Má nghỉ đi để con chăm cho. Ừ thôi đi chăm cho ba đi con. Ây, trời ơi,
Nè, bà coi con hai nó mạnh rồi á, kêu nó về bển phụ anh chị Bảy. Sắp tới người ta vô mùa vụ rồi đó. Tôi biết con gái mình á, nó chưa có khỏe hẳn đâu. Đàn bà cấn thai mà té như vậy, không sảy thai chết non là mai phước lắm rồi. Dù sao con gái lấy chồng cũng phải ở bên nhà chồng chứ. Nhưng mà nó đang mệt. Bây giờ tôi hỏi ông nè, nó đi về bển, rồi anh chị Bảy đi gặt, thằng chồng nó cũng đi gặt, rồi ai lo cho nó đây? Bà phải nhắc nó giùm tôi một cái, đừng có cãi nữa. Con gái có chồng thì phải ở bên nhà chồng, trừ khi nào con gái hư bị đuổi về đây hay nói. Bà biết không, ở bên này ra vô bà con lối xóm nhìn thấy người ta xì xăm. Xì xăm cái gì mà xì xăm? Nó bệnh thì nó về nhà cha mẹ ruột nó chăm sóc chứ có gì đâu. Ba, để con chăm trà cho ba nha. Ờ, lành nè. Dạ. Ba con mới vừa nhắc á, nếu mà thấy trong người khỏe rồi thì đi về bên nhà chồng đi con. Lành à, ba nghĩ con gái đã lấy chồng rồi á, đói no gì cũng phải ở bên nhà chồng. Nếu con thấy khỏe, con nên về bển đi con. Ở đây á, làng xóm người ta sầm xì. Con không sợ hàng xóm người ta sầm xì đâu ba. Nhưng ba cũng thấy đó, con từ bên đất vườn qua làm dâu bên đất ruộng, con vẫn chịu đựng nổi. Nhưng giờ dù con có khỏe, con cũng không muốn về bển nữa đâu ba. Con muốn để một thời gian coi sao. Lành, con đứng lại coi. Con nói vậy là sao? Nói cho rõ ba nghe coi. Tại sao vậy chứ? Dạ thưa ba má, chồng con còn ham chơi quá. Chính vì bữa đó con đi kiếm ảnh mà con bị té. Mà đau hơn nữa là chính vì vậy mà con bị mất đi đứa con đầu lòng. Trời, vậy là con bị hư thai rồi hả? Sao vậy? Sao con không nói cho ba má biết vậy hả Lành? Con sợ ba má buồn. Vậy là ba má làm khổ con rồi. Ba cứ nghĩ thằng đó nó đàng hoàng. Anh không làm gì bậy bạ đâu ba. Chỉ tội là anh còn ham vui và thiếu trách nhiệm với vợ con. Nói như vậy là đã không đàng hoàng rồi. Trời ơi, vô anh. Con đã vậy rồi, anh cũng đừng trách vợ chồng tôi không biết dạy con. Thôi mà đừng nói nữa. Tôi không trách gì anh chị hết trơn á. Người ta nói là cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Tôi với anh là bạn học với nhau từ nhỏ tới giờ, quá hiểu nhau phải không bảy? Cũng chính vì vậy á mà tôi mới xin con anh về làm dâu nhà tôi. Chỉ tiếc một cái là thằng con trai tôi nó không biết điều. Tôi nhỏ giờ khó nói lắm. Vô, cạn miếng đi. Mời anh. Thật tình á là vợ chồng tôi á rất thương con Lành. Vừa biết ăn biết ở mà lại chịu thương chịu khó nữa. Bây giờ tôi mình trông đợi cho thời gian thôi. Coi nó có thay đổi gì không. Coi con nhỏ nhà tôi nó có muốn quay lại với thằng con anh hay không. Để coi nó tình nghĩa gì không chứ giờ hết nước rồi. Sao? Ông ở bển sao rồi? Tôi đâu có đi qua bển. Sao sáng ông nói với tôi ông đi qua bển mà? Thì sáng tính vậy. Nhưng mà tôi đi giữa đường tôi gặp anh Tám. Tôi với anh ghé quán nhậu sương sương. Thì đó, coi như ông đã qua bển rồi, vậy sao? Anh Tám có chịu cho con Lành về đây không?
Anh nói với tôi anh cũng hối thúc nó dữ lắm. Nhưng mà con hai á, nhất định á, xin nó bển một thời gian. Trời ơi, gì kỳ cục vậy? Con dâu mình bỏ tiền ra cưới hỏi đàng hoàng, chứ đâu phải muốn ở bển bao nhiêu lâu thì cũng được đâu. Nè, bà nghe tôi hỏi, bà có biết con hai lành nó bị làm sao không? Thì nó bị té, đem vô bệnh viện cấp cứu. Giờ nó khỏe, người ta cho nó về. Bà biết tại sao nó té không? Thì nó kiếm thằng chồng nó. Chính vì vậy á mà tôi với bà bị mất đứa cháu nội đầu tiên đó. Cái gì? Trời đất ơi, nhưng mà tại sao nó không nói gì hết trơn vậy? Nó giấu cả anh chị Tám ở bệnh luôn. Hôm rày nó ở bệnh á, nó mới nói ra sự thật. Bây cả ngày hôm đó đó, thằng Trực nó đi mua thuốc cho vợ mà không có được, nó mới xài vô quán pizza. Rồi sau đó còn đi nhậu. Con lành á, nó lo lắng quá nó mới đi kiếm. Vì vậy nó mới bị té. Cho nên hai đứa nó mới bị mất đứa con đầu lòng. Cứ nghĩ là cưới vợ cho nó sẽ tu tỉnh làm ăn, đâu có ngờ vậy, thiệt tình à. Bởi vậy, nó được vậy thì đâu có gì để nói. Bây giờ tính sao ông? Thì bây giờ á, tôi với bà chỉ chờ đợi hai đứa nó làm lành, chứ sao giờ? Con gái đằng con gái, con dâu đằng con dâu, con trai đằng con trai, cái nhà này thiệt tình hết biết à. Thôi bà để tôi. Thì cái nhà này á là cái nhà không quản lý được con cái chứ sao. Anh Tiến. Ủa Huệ. Có chị Hai ở nhà không anh? Chị Hai đang ở ngoài vườn á, để ra ngoài kêu nghe. Thôi anh Tiến làm gì thì làm đi, em ra vườn chút xíu. Dạ em đi nha. Em đi đâu đây? Em tính đi ra thăm chị, mà ai ngờ đâu chị đã ra vườn hái cam rồi. Tiến nó mắc học nên chị ra làm luôn. Vậy chị đi em hái phụ chị nha. Dạo này có gì vui không em? Em hả? Chán thế mồ. Mấy đứa bạn cùng lứa với em á, đứa nào cũng lên thành phố kiếm việc hết trơn á. À, chị biết vụ Út Hường với lại ba Yến lên thành phố rồi chứ gì? Chị có nghe. Em có biết tin tức gì của tụi nó không? Em nghe ba Yến điện về cho anh hai của em á, là nó đã tìm được việc rồi. Em cũng không biết là việc gì nữa chị hai. Còn Út Hường á thì không có tin tức gì hết trơn á. Nhưng mà nghe đâu vì Tiêu Trầu lên trển kiếm Út Hường rỡ trển luôn rồi. Trời đất, rồi dì Tư làm cái gì ở trển để sống? Em nghe nói ở trên thành phố á thì thiếu gì việc để kiếm sống chị hai. Biết vậy nhưng mà sống bằng cách gì mới được chứ. Em nghe đâu vì Tư Trầu lên trển bán mấy canh dạo á chị hai. Huệ. Dạ. Em có tính gì không? Em cũng phải tính chứ chị hai, chứ ở dưới này làm đất bồi cỏ hoài như vậy thì sao khá nổi.